Rồi, ok. Có một em trai comment kêu anh ơi làm lại clip trùng món eo đi. Thì ok mọi người, thì clip trùng món eo thì em đã làm tổng cộng là 3 lần rồi. Đó. Tại vì những cái kênh trước á là đã bị mất. Em đã bị mất kênh 3 lần, kênh này là kênh thứ tư. Đó. Và những cái clip trước đây em đã từng chia sẻ là chia sẻ rất nhiều rồi, đủ tất cả những cái vấn đề liên quan tới chăm sóc cá. Nhưng mà bây giờ kênh nó mất thì em sẽ làm lại và cũng như là chia sẻ lại tất cả những gì mà em biết về cá rồng cũng như là xử lý nước, xử lý hồ các thứ vân vân. Chia sẻ hết toàn bộ mọi người ha. Anh em nào chúng ta cần cái chủ đề gì, chúng ta cứ comment bình luận bên dưới. Em sẽ làm tất cả những clip đó chia sẻ với mọi người chúng ta. Tại vì nói về cá nó nếu mà nói thì nó bao la bát ngát. Rất là nhiều thứ để mà nói, nhưng mà anh em chúng ta muốn cái chủ đề gì, chúng ta xoáy vào vấn đề gì, chúng ta cứ comment bình luận bên dưới thì em sẽ làm riêng cái chủ đề đó để tránh mất thời gian của nhiều anh em khác. Anh em quan tâm tới vấn đề nào em sẽ làm vấn đề đó. Thì chúng ta sẽ trực tiếp vô vấn đề luôn ha. Thì cái chủ đề ngày hôm nay là làm clip về trùng mỏ neo. À, trùng mỏ neo là gì? Trùng mỏ neo là một con ký sinh trùng, nó ký sinh lên con cá của mình. Thường nó sẽ nằm ở cái vị trí là đuôi, đuôi cá, cái càng, đó, cặp càng ha, rồi là dưới phần bụng, chỗ kỳ bụng ha, đa số là những cái điểm đó. Nặng hơn nữa nó có thể ký sinh lên cái vảy cá luôn. Trùng mỏ neo thì nó xuất hiện ở rất là nhiều cá chứ không phải riêng về cá rồng. Đó, cá chép nè, cá hồng két này nọ nó cũng bị luôn. Đó thì nguyên nhân ban đầu thì thường á là bị lây. Đó, lây từ những con cá khác. Cá rồng thường nó không có bị nhưng mà nó bị cá khác lây qua. Đó, tại vì những con cá mồi, những con cá phụ kiện á, người ta nuôi chung những cái ao, những cái chỗ mà người ta cung cấp cá giống á, rồi cá để mà người ta làm á, thì nó rất là dơ, những cái chỗ rất là dơ. Cá rồng thường là nước sạch, hồ nào dơ lắm mà dơ nhưng mà nó cũng chỉ bị nấm két thôi chứ không phải bị ký sinh trùng như trùng mỏ neo. Thì những cái con kia nó lây từ những con cá phụ kiện đó hoặc là cá mồi anh em mua đó, thì nó cũng xuất phát từ những cái chỗ mà người ta cung cấp cá mồi, thì nó lây nguồn thức ăn của nó lây cho con cá của mình. Đó, nó sẽ có ban đầu nó sẽ có một cái ký sinh là một cái sợi, nó như cái mụn ở trên mặt của mình, nó thường nó đỏ đỏ và nó có một cái chấm đó. Sau vài ngày nó sẽ mọc ra một cái sợi nhỏ thôi ha. Đó, anh em nhìn trên hình, em sẽ để hình cho anh em xem. Đó, nó sẽ có một cái sợi lú ra đó, như vậy ha. Thì cái sợi đó ban đầu nó sẽ là một sợi lú ra giữa cái chỗ cái mục mụn, nó lú ra một cái sợi, sau nó sẽ thành trẻ nhánh thành một cái hình như chữ y như này, chữ y hoa. Thì lúc đó là nó bắt đầu sinh sản đó anh em. Chúng ta khi phát hiện cái trùng mỏ neo này nó cũng rất là đơn giản thôi đó. Chúng ta muốn nhanh thì chúng ta đánh thuốc mê con cá. Đánh thuốc mê thì em cũng chia sẻ rồi anh em, chúng ta cái cách mà đánh thuốc mê em cũng từng chia sẻ rồi ha. Anh em nào mà chưa biết thì chúng ta xem lại clip giúp em. Đánh thuốc mê gấp ra những cái con trùng đó là ok rồi. Còn anh em nào chúng ta muốn cẩn thận hơn, chúng ta muốn nó ok hơn nữa, chúng ta mua cái chai. Cái chai em sẽ để hình ở đây mọi người chúng ta ha. Đó, cái chai này là chai chuyên diệt ký sinh trùng. Và những con sáng, những con mà màu trắng trắng mà chúng ta hay thay nước, chúng ta bỏ muối gì đó, chúng ta thấy nó lẫn cận ở trong cái nước á, thì con màu trắng hay con màu đỏ thì nó là con sáng trắng, con dung á. Những con đó nó thường nó trú trên hộp lọc nè. Chúng ta lâu ngày nó dơ nó sẽ trú trên đây. Chúng ta khi mà chúng ta cho muối hoặc là thay nước á, thì nước nó lạ nó sẽ buông chân xuống xuống cái hồ nó lợn cận này. Cái đó thì nó không có hại đâu. Nó ở trên này nó ăn cặn bẩn nó sống. Thì nó giúp cho cái nước mình nó sạch hơn chứ không có gì hết trơn. Ha. Còn anh em mà thấy ngứa mắt quá, mua cái chai này cũng diệt được đó luôn. Và nó diệt được trùng mỏ neo luôn ha. Còn nếu anh em mà chúng ta không gấp, chúng ta không có nôn nóng, chúng ta có thể đánh cái chai này và không cần đánh thuốc mê để mà rắp gấp cái con trùng mỏ neo ra mọi người nha. Thì cái nguyên nhân giống như lúc nãy em nói là nó lây từ những con cá phụ kiện và những con cá mồi, cá chép mồi này, nó các thứ đó, cá lóc mồi, cá lóc con á. Thì anh em chúng ta khi mà chúng ta mua cá lóc mồi, cá chép mồi về, trước khi chúng ta cho cá rồng ăn, chúng ta nên cho nó khử qua một cái thuốc ha, thuốc tê tra hoặc là cái melafit đồ đó, bimfit đồ đó. Anh em bỏ ra một cái thau hay là một cái xô, một cái thùng gì đó cho cá vào và chúng ta cho thuốc vào sau 15 phút gì đó cho nó
diệt hết cái mầm móng bệnh, chúng ta mới bỏ vào trong đây ha. Và chúng ta nhớ kỹ là chúng ta chọn những con cá phụ kiện hay là những con cá mồi đó, chúng ta nhớ kỹ coi coi nó có bị bệnh không, coi nó có bị trùng ở neo không, nếu có thì bỏ đi đó, xử lý nó đi đó, rồi chúng ta hãy cho vào đó những con cá phụ kiện này nè. Khi chúng ta trước khi chúng ta vào, chúng ta nên kiểm tra coi nó có bị hay không mà chúng ta mới cho vào, để thôi nó lây con cá của mình ha. Không phải riêng trùng mỏ neo mà coi có bị nấm, bị này bị kia không đó. Thì cái clip mà làm về các phụ kiện em cũng đã từng chia sẻ rồi, cho nên anh em chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta để vào đây, để tránh trường hợp nó lây nó sẽ rất là mệt, chúng ta phải trị bệnh con cá mình nữa. Cá mình nó đang chăm sóc, nó đang sung, đang khỏe mà nó bị bệnh rồi thì rất là mệt luôn anh em ha. Có nhiều anh em cá bệnh mất ngủ mất ăn luôn. Cho nên là mình cẩn thận. Với lại á, chúng ta tránh những cái để cái hồ cá của mình nó quá dơ. Nó quá dơ thì đâm ra nó sẽ phát sinh ra bệnh nấm này nấm nọ, rồi ký sinh trùng, rồi nấm râu, nấm niết, rồi nấm đen, nấm trắng các thứ, rất là phiền phức. Cho nên là anh em chúng ta nên vệ sinh ha. Thì em sẽ làm một cái clip về vệ sinh hồ cá và thay nước hồ cá như thế nào. Đó, sắp sửa clip tiếp theo sẽ làm những cái vấn đề đó nha anh em ha. Trùng mỏ neo thì đơn giản, có một cái loại này thôi là đã xử lý được rồi. Còn anh em nào nhanh thì chúng ta như nãy em nói đó, là đánh thuốc mê, nhổ ra, gấp ra là xong. Đó, thì những cái hình ảnh mà gấp ra này nọ thì em không có quay cho mọi người chúng ta xem được, tại vì nó rất là dễ vi phạm cái quy tắc cộng đồng ha mọi người ha. Đó, kiểu như là hành hạ động vật ha, mấy cái đó hạn chế nha mọi người nha, mọi người thông cảm giúp em. Đó, rồi vậy thôi. Thì đối với trùng mỏ neo thì nó cũng đơn giản ha. Đó, cái thuốc này anh em có thể dùng cho ký sinh trùng nha. Những con nào ký sinh, những con nào mà nó lằn quằn ở trong cái hồ mình á, là đều sử dụng cái thuốc này đều được hết ha anh em ha. Rồi, anh em nào đăng ký kênh thì nhớ chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em. Anh em nào đăng ký rồi thì bấm like share giúp em ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn anh em nào muốn làm clip về chủ đề gì chúng ta cứ bình luận bên dưới nha. Ok, bye bye mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.